Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành văn bản số 1015 ttg -CN ngày 25 tháng 7, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19. Văn bản cho biết để khắc phục tình trạng ủng tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cung ứng, vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu lương thực, thực phẩm kịp thời phục vụ cho các địa phương, khu dân cư, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân trong vùng có dịch Covid-19. Trên cơ sở thống nhất của các bộ, giao thông vận tải, công thương, công an, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau. 1. Không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân đã được dán giấy nhận diện có mã QR code của ngành giao thông vận tải trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước. 2. Việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân nêu trên chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa, bảo đảm tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch. 3. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền